Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại trở lại với một cái đề tài khác, đó là bổ túc cho cái video của luật sư Hoàng Duy Hùng mang tên là Cụ Trần Trọng Kim nói về quốc gia và Việt Minh. Video phát hành ngày 30 tháng 5. Trong cái video này đó thì ông Hoàng Duy Hùng trích cái thư của cụ Trần Trọng Kim gửi cho học giả Hoàng Xuân Hãn mà người ta mới tìm thấy gần đây, người ta mới phát hiện gần đây. Thì để chứng minh hai điều. Điều thứ nhất á, là chứng minh là các phe quốc gia luôn luôn là cấu xé nhau, họ là những người xảo quyệt lừa dối nhau và chà đạp lẫn nhau. Cái điều thứ hai thì ông có biện luận để mà chỉ trích cụ Trần Trọng Kim cái nhận xét về chủ nghĩa cộng sản cho là tàn bạo, quan niệm là cái sự tàn bạo đó là do cái thời tranh giành chính trị gây gốc cái thời đó chứ không phải là do chủ nghĩa gì cả. Thì cả hai cái luận điểm này chúng tôi rất tán đồng với ông Hoàng Siêu Duy Hùng, do đó là không có vấn đề gì cả về cái mục đích chính của video của ông Hùng. Tuy nhiên trong cái cách mà trong cái tiến trình mà biện luận cho những cái vấn đề đó thì ông có những cái tuyên bố sai, những tuyên bố phụ nhưng mà rất là sai hoặc là lệch lạc, nhưng mà có lẽ là do ông chưa có nắm hết cái tổng thể của lịch sử cho nên có thể là đưa đến những cái sự hiểu lầm tai hại khác. Do đó chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang nghe cái video này và có những nhận xét như sau. Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi lại được ban biên tập mời lên để nghe và nhận xét về cái điều sai trái ở trong cái video của ông Hoàng Duy Hùng mà Sách Hiếu vừa mới giới thiệu. Và vừa mới nghe thì chúng tôi thấy đã có một cái điều chúng tôi cần xin đính chính cho nó đúng. Tôi thấy hai vấn đề là ông ấy nói rằng Nhật chiếm Việt Nam vào năm 1940. Rồi ông nói quy trách nhiệm cho cái sự chết đói của 2 triệu người Việt Nam ta vào lúc đó cho người Nhật và cho cả nội các Trần Trọng Kim. Tôi xin nhờ ban biên tập chiếu lại cái đoạn nói này. Cái thời kỳ mà Nhật vào chiếm nước chúng ta năm 1940 và 5 năm Nhật ở tại Việt Nam, và vào tháng 3 năm 1945 Nhật đã đỡ đầu cho ông Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim lập ra chính phủ gọi là Đế quốc Việt Nam. Chính phủ Đế quốc Việt Nam tồn tại được 6 tháng, từ tháng 3 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945. Chính phủ này lấy ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà ở giữa thì Đức Quảng được gọi là Quẻ Ly làm quốc kỳ. Phải nói rằng là cụ Trần Trọng Kim là một nhà nho có rất nhiều tài, nhưng trong đời cụ có hai điểm mà cụ không dám nhắc đến. Đó là cụ đã để cho Đế quốc Nhật dựng lên một chính phủ, đó là Đế quốc Việt Nam. Mà các sử gia đều đánh giá rất rõ ràng Đế quốc Việt Nam là bù nhìn, là cánh tay cho Đế quốc Nhật hoạt động tại Việt Nam. Và cái điểm thứ hai mà cụ không dám nhắc đến trong hồi ký của cụ nữa, đó là khi cụ điều hành chính phủ Đế quốc Việt Nam mới có 6 tháng thôi, và vì tình hình mà Đế quốc Nhật có những âm mưu khống chế dân tộc Việt bằng cái gọi là bao tử đó, bằng khẩu đó, thì đã để cho cái nạn đói xảy ra năm Ất Dậu, tức là năm 1945 đó, cái thời kỳ mà cụ Trần Trọng Kim làm thủ tướng, chết 2 triệu người Việt ở tại Bắc, đa phần ngoài miền Bắc. Đó là một cái nỗi đau, nhưng nó cũng là một vết nhơ của Đế quốc Việt Nam mà do cụ Trần Trọng Kim làm thủ tướng. Có lẽ trong đời cụ Trần Trọng Kim có hai cái vết dơ này cụ không dám nói,
Cô không dám nói đến khi mà cụ về hưu. Có câu hỏi về hai cái vấn đề mà giáo sư nêu ra. Thì ông Hùng vừa mới nói là Nhật nó vào chiếm Việt Nam ta vào năm 1940, mà lại nói là Nhật thành lập chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945. Vậy câu hỏi đối với giáo sư là từ năm 1940 cho tới năm 1945 thì ai là cái người cai trị ở Việt Nam? Xin thưa quý vị, với quý vị rằng cái thỏa hiệp của Nhật ký với Pháp vào tháng 9 năm 1940 thì Nhật chỉ là mượn đường của Việt Nam đi sang tàu tiếp tế chuyển quân từ cửa Hải Phòng đến miền Nam Trung Hoa và tiếp tế cho những cái đạo quân của miền Nam Trung Hoa qua cái đường Hải Phòng Vân Nam, chứ không hề chiếm đóng nước Việt Nam như là ông Hùng đã nói rằng Nhật chiếm đóng nước Việt Nam. Xin ban biên tập đọc cái thỏa hiệp đó mà tôi có viết ở trong cuốn Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến tranh Lạnh. Xin ban biên tập đọc dùm tôi cái thỏa hiệp đó. Trích quyển Đệ Nhị Thế Chiến và Chiến tranh Lạnh của tác giả Nguyễn Mạnh Quang, trang 122 và 123. Dưới sức ép của Đức Quốc xã, Pháp phải ký thỏa hiệp với Đông Kinh ngày 30 tháng 8 năm 1940. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, Nhật và Pháp lại cùng ký một thỏa ước khác gồm những điều khoản dưới đây. Thứ nhất, Nhật được quyền sử dụng 3 phi trường tại miền Bắc Việt Nam. Thứ hai, Nhật sẽ gửi 6.000 quân trú đóng tại phía Bắc sông Hồng. Thứ ba, Nhật sẽ gửi viện quân tới Vân Nam qua ngã Hải Phòng, Hà Nội, Nam Ninh. Tuy nhiên, số quân Nhật trú đóng tại Đông Dương sẽ không bao giờ được vượt quá con số 25.000. Thứ bốn, các sư đoàn Nhật hiện đang chiến đấu tại Quảng Đông, Quảng Tây sẽ có thể hồi hương qua ngã Châu Thổ, sông Hồng theo một thể thức được quy định bởi cả hai nước Nhật và Pháp. Cái bản văn này nó chứng tỏ rằng người Nhật không hề chiếm đóng Việt Nam vào cái thời điểm tháng 9 năm 1940 như ông Hùng đã nói. Bây giờ tôi xin trả lời là ai là nắm thực quyền cai trị Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung trong cái thời gian từ tháng 9 năm 1940 đến tháng 3 năm 1945? Thì xin nói rõ rằng nắm thực quyền vẫn là liên minh xâm lược Pháp trong cái thời gian này. Đó. Và bằng chứng là khi ông giám mục Ngô Đình Thục viết thơ gửi cho toàn quyền Đờ Cu vào tháng 8 năm 1944 thì ông gửi cho toàn quyền Đờ Cu chứ không gửi cho toàn quyền của người Nhật. Đó. Vậy thì tôi nhờ ban biên tập chiếu cái lá thư này lên để cho độc giả thấy rõ. Xin nói cái nội dung cái bức thư này trước đi rồi. Cái nội dung của bức thư này là ý của ông Ngô Đình Thục kể công lao của thân phụ ông là Ngô Đình Khả đã bỏ ra biết bao nhiêu công lao để chiến đấu cho cái liên minh xâm lược Pháp Vatican, mà bây giờ xin vì cái ơn đó để mà tha thứ cho Ngô Đình Diệm vì ông ấy có đi với cái phong trào của ông Cường Đế, mà ông Cường Đế là dòng dõi của con cháu của ông Quan Chiên, Hoàng tử Cảnh, cho nên là Quan Chiên thì đi với Quan Chiên là đúng rồi, nhưng mà lại đi với người Nhật, mà người Nhật bây giờ là kẻ thù của người Pháp còn có quyền lực, còn định chống lại người Nhật, cho nên người Pháp mới bắt ông Ngô Đình Diệm là như vậy. Thế cũng nên biết rằng trong cái giai đoạn vào năm 1944 đó, thì cũng biết rằng là nước Pháp đã được giải phóng vào năm 1944, và lúc đó thì nước Pháp cũng tiên liệu rằng nước Nhật sớm muộn rồi cũng phải thua, do đó nước Pháp tiên đoán rằng kẻ thù của nước Pháp vào sau khi Nhật đầu hàng là Việt Minh chứ không phải người Nhật, do đó người Pháp tìm đủ mọi cách bóp nghẹt cái lương thực của nhân dân miền Bắc để họ không có lương thực tiếp tế cho cái lực lượng Việt Minh đang hoạt động ở các vùng Trung Du và Thượng Du Bắc Việt, do đó cái nạn đói nó mới xảy ra là như vậy. Cái điều này chúng tôi đã nói rõ ở trong cái video trước rồi. Đấy, bây giờ mà nói đổ lỗi cho người Nhật trong cái trách nhiệm đó thì tôi nghĩ rằng là có sự không có đúng, mà làm sai lệch cái sự kiện sự thật của lịch sử. Vì cái chết đói này nó đã xảy ra như chúng tôi đã trình bày và chứng minh lần trước đủ các tài liệu, là đầu tiên là người Pháp với lại Vatican cướp đoạt tài nguyên của đất nước Việt Nam quá nhiều, cho nên dân ta không còn cái phương tiện để sinh sống, mà lúc bấy giờ thì nước ta là sống bằng nông nghiệp, ruộng đất với lại giáo hội La Mã và Pháp chiếm đoạt quá nhiều, cho nên mỗi khi mà xảy ra thất mùa đó
thì dân ta lâm vào tình trạng chết đói. Cái nạn chết đói này nó đã xảy ra từ năm 1938, chúng tôi đã chứng minh lần trước. Nhưng mà đến tháng 10 năm 1944 là miền Bắc bị thất thu, bị mất mùa vì sâu rầy và vì thời tiết, cho nên tình trạng đói nó trở nên trầm trọng. Lúc bây giờ là người Nhật chưa có đảo chính người Pháp, thì cái nạn đói nó bắt đầu trở nên cao điểm từ cuối tháng năm 1944, nó kéo dài cho đến tháng 3, mãi đến mùng 9, ngày 9 tháng 3 người Nhật mới đảo chính người Pháp, mới nắm thực quyền. Thì lúc đó thì cái số người chết nó đã lên đến gần 2 triệu rồi, tức là cái cực điểm của nó, cao điểm của nó vào cái thời điểm đó. Thế thì mãi đến ngày 17 tháng 4 năm 1945, nội các Trần Trọng Kim mới được thành lập. Thì như vậy là ông Trần Trọng Kim có cái nội các chỉ làm bù nhìn, không có tài chánh và cũng không có quân sự, thì chỉ có lo cái việc cứu đói, hô hào nhân dân đóng góp, chứ không có tiền bạc của nhà nước chi ra để mà lo cho cái việc cứu đói. Mà ông nội các ông Trần Trọng Kim thì chỉ có tồn tại được từ ngày 17 tháng 4 cho đến ngày 6 tháng 8 thì ông đã đệ đơn từ chức, tính ra chưa được 6 tháng. Vậy thì quy trách nhiệm cho ông Trần Trọng Kim là không đúng. Thưa quý vị, tôi cho rằng quy trách cho người Nhật và quy trách cho nội các Trần Trọng Kim là có ác ý. Vì có ác ý là lý do thế này: từ cái ngày 9 tháng 3 cho đến năm, cho đến khi Nhật đầu hàng là 15 tháng 8 năm 1945, thì nước Nhật bây giờ đang bị lúng túng, phải đối phó với lại quân Mỹ tấn công ồ ạt vào nội khu phòng thủ và tiếp tục chiến đấu để mà làm thế nào mà bảo vệ được cái nước Nhật, chứ không có thời giờ đâu mà nghĩ đi đối phó với Việt Minh. Đó, thành ra hoàn toàn chuyện đối phó với Việt Minh là chính quyền Pháp, là những cái tay sai của Pháp trước cái ngày 9 tháng 3. Đó, chứ từ ngày 9 tháng 3 cho đến tháng 8 thì chết đói này chỉ kéo dài gọi lắm là đến tháng 6 thôi, chứ không phải là đến tháng ấy, vì tháng 6 là có cái vụ chiêm rồi. Thì vậy là có ác ý và người Nhật không có chú ý đối với Trần Trọng Kim. Thưa quý vị, tôi không hề có ý bênh vực người Nhật và hay là bênh vực ông Trần Trọng Kim, nhưng mà chúng ta phải nói thật như này này: bất kỳ quân xâm lăng nào tràn vào một nước khác đều độc ác, đều dã man, đều khốn nạn cả, đều bóc lột hết. Thì chúng ta trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là chúng ta đã bị Pháp, Vatican, Nhật và 180.000 quân tàu, rồi sau đó lại trận chiến tranh quân tàu xâm lăng vào năm 1979, và Vatican cấu kết với hết với Pháp, lại cấu kết với Mỹ, tất cả những cái thế lực mà gọi là ngoại quốc tràn vào đất nước Việt Nam đều là dã man, đều là khốn nạn, đều là ác độc cả. Vậy thì người Nhật cũng chẳng tử tế gì, nhưng mà người Nhật máu nói rằng chỉ cái vì người Nhật bắt đồng trồng đây, thì tôi có đọc nhiều tài liệu khác là cả người Pháp cướp đất ruộng đất của chúng ta để trồng các cây kỹ nghệ. Đó, cả Vatican cũng cướp đất của chúng ta, nhất là vào cái thời điểm năm 1945 thì đất đai của đất nước của chúng ta bị người Pháp và Vatican chiếm đoạt rất nhiều rất nhiều, và tôi đã nói nhiều ở trong các tài liệu khác. Vậy thì đổ lỗi cho riêng người Nhật, chịu trách nhiệm về cái đó là cái mang nhau tiếng ác riêng cho người Nhật để tránh né bảo vệ cho cái uy tín của Pháp và Vatican. Vậy thì tôi xin rằng cái trách nhiệm của Pháp và Vatican đã gây nên cái nạn đói nó đã có sâu xa từ năm 1938 và đến cao điểm từ tháng 12 năm 1944 cho đến tháng 3. Và tháng 3 thì nó đã cái số người chết đó có thể là tới sút xít 2 triệu người rồi. Người Nhật chỉ có trách nhiệm từ ngày 9 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 8 là họ đầu hàng rồi. Họ không có sau đó là họ quá. Thì thời gian ngắn đó thì người Nhật cũng không có làm gì được nhiều hơn. Và nhất là nội các Trần Trọng Kim có mấy tháng vào nội trong nội các không có quân đội, không có tài chánh, muốn cứu đói cũng không có tiền. Chứ ông thực ra là nội các Trần Trọng Kim không có gây ra nạn đói, mà giờ đổ lỗi cho cả người Nhật thì là bảo vệ cái uy tín của thằng Pháp với lại thằng Vatican, mà đổ lỗi cho cụ Trần Trọng Kim thì cái đó là ác ý, chứ không có cái gì cả. Ông Trần Trọng Kim không hề dính dáng đến cái nguyên nhân gây ra tội ác chết đói của 2 triệu người Việt Nam lúc bây giờ. Còn nói là ông Trần Trọng Kim là chính quyền bù nhìn thì đó là một sự thực, và chúng tôi cũng đã xác nhận và chúng tôi đã dùng cái luận điệu để mà bảo rằng ông Trần Trọng Kim là một chính quyền bù nhìn để mà phản đối cái ông Phạm Cao Dương viết cái cuốn sách về đế quốc
Việt Nam của ông Hoàng Bảo Đại rồi, thì cái điều đó là thực sự là ông Trần Trọng Kim là bù nhìn chứ không phải là sai. Bù nhìn hai tầng, tức là bù nhìn của thằng Nhật rồi lại bù nhìn của ông Bảo Đại nữa. Và nên nhớ là ông Trần Trọng Kim là người thân Nhật, mà ông Bảo Đại là người của giáo hội La Mã, vì có cái bà Nam Vương Hoàng Hậu ngồi đằng sau này. Thành ra cho nên là khi mà ông Anthony Trappier mà đề nghị đưa ông Bảo Đại lên cầm quyền thì cũng đã nhá một cái câu ở đằng sau là sau đó sẽ truyền ngôi cho Hoàng tử Bảo Long và yêu cầu cái bà hoặc Nam Vương Hoàng Hậu nhiếp chính. Điều đó là cái vai trò của giáo hội La Mã lúc nào cũng nắm chặt cái gáy của ông Bảo Đại. Chúng tôi xin trở lại để chứng minh cái phần mà quyền lực của người Pháp vẫn còn rất là hữu hiệu từ cái thời gian mà tháng 9 năm 1940 cho đến ngày 9 tháng 3, là bằng chứng là cái lá thơ của ông Ngô Đình Thục viết gửi cho toàn quyền Đờ Cu để xin tha thứ cho tội ông Diệm đi với người Nhật. Tôi xin nhờ cái ban biên tập chiếu cái lá thơ đó, hay là đọc cái lá thơ đó để cho độc giả biết. Tài liệu Pháp ngữ dưới đây do tiến sĩ Vũ Ngữ Chiêu phát hiện trong lúc ông nghiên cứu tại Trung tâm Văn khố Hải ngoại. Đó là cái thư ông viết bằng tiếng Pháp, và cái bản dịch nó như thế này: Tòa truyền giáo Vĩnh Long ngày 21 tháng 8 năm 1944. Quý vị thấy rằng là cho đến tháng 8 năm 1944, người Pháp vẫn còn có thực quyền, cho nên ông Ngô Đình Thục mới viết thư cho người Pháp. Xin mời ban biên tập đọc tiếp cái đó. Thưa Đô đốc, một linh mục từ bổn tòa được phái đi Sài Gòn để lo việc cho chủng viện vừa cho tôi biết rằng hai người em của tôi đang bị truy tố tại Huế. Vì đã lâu không nhận được tin tức gì từ Huế, tôi không biết là điều tôi vừa được báo cáo có đúng sự thật hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến nỗi đau đớn và sự bất mãn rất đúng mà chắc là Đô đốc đã cảm thấy, nếu sự truy tố các em tôi là có thật, tôi vội viết thư này để bày tỏ với Đô đốc nỗi đau đớn lớn lao của tôi về việc này. Nếu hoạt động của hai em tôi được chứng tỏ là có hại cho quyền lợi nước Pháp, thì với tư cách của một giám mục của một người An Nam và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi tự đáy lòng không chấp nhận hoạt động của các em tôi. Thưa Đô đốc, tôi tuyên bố như vậy không phải với mục đích bảo toàn địa vị cá nhân của tôi, bởi vì nếu xét rằng cá nhân hèn mọn của tôi có thể phương hại đến quyền lợi của đạo, tức là đạo Thiên Chúa, tôi sẽ vui vẻ rời khỏi tòa giám mục này ngay. Lời tuyên bố của tôi chỉ có mục đích là tỏ cho Đô đốc thấy rằng lòng tin tưởng triều mến của Đô đốc đối với tôi đã không bị đặt vào một kẻ bất xứng hay vô ơn. Thưa Đô đốc, tôi chưa bao giờ tiếc là đã xa Huế như thế này. Giá có mặt ở đấy thì tôi đã có thể khuyên răn các em tôi tốt hơn. Và khi chuyện xảy đến, tôi đã có thể chống lại các chủ đích của các em tôi nếu quả thật các em tôi có nghĩ đến những dự định có thể gây hại cho quyền lợi nước Pháp. Có thể tôi lầm, tuy nhiên, thưa Đô đốc, tôi xin thú thực là không tin cho đến khi được chứng minh ngược lại rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế. Một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu, trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp và chỉ quyết định thiên về Pháp khi thấy có lợi. Ngay chính các em tôi đã từng liên tục đưa mạng sống ra vì nước Pháp. Trong cuộc nổi loạn của Cộng sản, Diệm, người em kế tôi, suýt đã phải ngã gục dưới những phát súng của một Hoa Kiều chợ lớn được phái đến Phan Rang với mục đích hại Diệm. Phan Rang là nơi mà Diệm đã mãnh liệt chống giữ lối xâm nhập vào An Nam của các cán bộ Cộng sản từ Nam Kỳ phái đến. Lẽ tất nhiên, sự tận tụy của các em tôi trong quá khứ không phải là điều nêu ra để làm cớ mà biện hộ cho hoạt động bất cẩn của họ ngày hôm nay. Nếu sự bất cẩn này được chứng tỏ là điều đã gây nên tội, tuy nhiên tôi không nghĩ là tôi đã làm chuyện vô ích khi kêu gọi đến sự khoan hồng đầy xót thương của Đô đốc hầu xét với hảo ý trường hợp các em tôi. Đô đốc không phải là người chỉ xét đến hiện tại mà lại bỏ quên đi quá khứ. Tôi nêu ra điều này khi xét thấy rằng thân phụ tôi là Ngô Đình Khả đã từng được vinh dự
phục vụ nước Pháp dù sinh mạng bị hiểm nguy. Và khi xét đến quá trình lâu dài của các em tôi, một quá trình được hình thành bằng lòng tận tụy vô bờ của các em tôi đối với nước Pháp mà không sợ phải hy sinh mạng sống của mình cho nước Pháp. Thưa Đô Đốc, một lần nữa bày tỏ với Đô Đốc tất cả niềm đau đớn của tôi trong vụ này. Tôi xin Đô Đốc vui lòng nhận nơi đây lời kính chào trân trọng nhất của tôi. Ký tên Ngô Đình Thục.